Đây này, khi mà chúng ta rung hoa thì những cái cánh hoa thối nó sẽ rơi rụng hết và nó trơ cái quả ra như thế này. Thì khi trời tiết mưa nó sẽ không bị thối những cái cánh hoa nó ôm ở trong cái chùm hoa này, mà nó sẽ sạch và nó không đọng nước mưa và sương muối, nên là tỷ lệ đậu trái rất là cao. Và khi mà những cái chùm hoa này nó đậu xong, đậu quả thì chúng ta sẽ tiến hành đi tỉa quả, núc nó to bằng cái viên bi ngành hoặc quả xấu bằng quả trứng chim cút, thì bắt đầu chúng ta đi tỉa dần. Tỉa quả thì chúng ta không phải tỉa một lần cuốn chiếu cho xong hết, mà chúng ta phải tỉa ít nhất là 2 lần. Tức là ví dụ như cái chùm hoa này nó ra được khoảng 6-7 quả thì chúng ta sẽ tỉa còn độ khoảng 4 quả. Xong 4 quả là đợt 2 chúng ta sẽ để 1 đến 2 quả trong một chùm này, bởi vì nó tùy theo cái cành. Ví dụ cái cành này nó to này, cái cành nuôi quả nó to thì chúng ta sẽ để 2 quả, một cành nhỏ thì chúng ta sẽ để 1 quả đẹp nhất. Còn không phải là nó sai như này chúng ta để được tất, mà nó còn rụng sinh lý và chúng ta phải bỏ bớt, chứ không bao giờ nó sai này mà nuôi được tất cả, nó bằng quả nho. Đây này, những cái cánh hoa mà nó ôm như này, nếu mà chúng ta không rung được thì mưa xuống là nó cứ ôm ở trong cái này, nó kẹt ở trong này, nó sẽ bị thối. Nên là chúng ta rung, kể cả chúng ta dùng cái chổi thụ phấn chúng ta đập 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 đây này. Đấy, chúng ta đập đập thế là nó sẽ sạch dần. Còn đâu thụ phấn thì chúng ta chỉ cần quét thế này thôi, quét nhẹ thôi, không thì cái hoa nó sẽ bị rụng. Nên là chúng ta lưu ý quét nhẹ thôi. Đây, như ví dụ như là những cái hoa này là cái phấn của nó đã nhạt rồi, nhưng mà nó không không có gió và không có ong bướm thì nó sẽ không thụ phấn được, thì cái màu này nó không có màu vàng mà nước mưa nó rửa trôi. Thì chúng ta quét, ví dụ đây những cái hoa đang phấn đang nở vàng này là nó đang chín mùi, thì chúng ta quét vào cái này này, cầm chổi chúng ta quét. Chúng ta chỉ cần đưa chổi nhẹ cái này nó đã là thụ phấn rồi, và chúng ta đưa sang cái bên này. Đấy, chúng ta đưa sang bên này thì như này là nó đã là thụ phấn rồi. Đấy, nó đã nhiều hơn con ong nó đi nó lấy nhụy mật rất là nhiều. Đấy, nên là chúng ta này, chúng ta làm rất nhẹ nhàng tình cảm thôi. Chúng ta không không nóng vội được, mà cái này nó không không cần đến sức khỏe nhiều, chúng ta chỉ cần sự khéo léo và dẻo dai và bền bỉ. Chúng ta không không cần làm hùng hục nha. Cái này nó không phải ăn no vác nặng, mà cái này nó làm nhẹ nhàng. Đấy, thì những cái chùm hoa này là nó đã kết thúc quá trình thụ phấn hoa và nó đang lớn dần. Thì bà con để ý này, nó đang lớn là một vài ngày sau ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy nếu cái độ phát triển nó bình thường là cái quả này nó xanh mướt thì là nó đạt, còn nếu mà nó vàng vàng là nó sẽ rụng. Và khi chúng ta để ý ở trong những nhà nào mà có rãnh rãnh thoát nước thì chúng ta để ý càng dễ, bởi vì hoa nó sẽ rụng và quả rụng sinh lý nó sẽ rụng và nó rơi tập trung ở dưới rãnh rất là nhiều. Thì nếu mà ở dưới rãnh mà nó rụng những cái quả trong quá trình sinh lý, mà rụng những cái quả đẹp tròn xanh, thì một là nhà vườn chúng ta bị thiếu dinh dưỡng, không kịp cung cấp cho nó vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 âm lịch, nên là quá trình ra hoa đậu quả là nó cần rất nhiều dinh dưỡng, thì chúng ta không cung cấp đủ là nó sẽ thiếu, và đến lúc đậu quả non này là nó sẽ chút bớt nhiều. Và nếu mà chúng ta không kịp cung cấp phân bón thúc đợt 2 để nuôi quả thì nó còn rụng nhiều. Thì phân bón thúc đợt 2 chúng ta lưu ý là chúng ta bón phân bón thúc nhả chậm, bởi vì nếu chúng ta bón nhả nhanh là nó thừa đạm và cả kali, nó nhiều nước và mùa xuân nó hay mưa rào, thừa nước thừa độ ẩm ở dưới gốc là nó chút quả, nên là chúng ta phải mua phân nhả chậm. Thì phân nhả chậm tốt nhất là phân của Đức. Thì bà con có thể liên hệ với Hà Bình Ngon qua số máy 0968 12 9996, địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Hà Bình Ngon sẽ tư vấn thêm, hoặc trên số Zalo và Facebook 0968 12 9996. Thì Hà Bình Ngon tư vấn nhiều hơn cho bà con và có hình ảnh trực quan để bà con hình dung ra là phân nhả chậm là thế nào, và phân tan nhanh là thế nào, là phân vi lượng là làm sao, bón liều lượng như thế nào. Đây này, cái quả này xanh đây này, hai cái quả này là đậu 100% này. Đấy, bà con để ý là núc Hà Bưởi Ngon bấm ngọn này, bấm ngọn trong năm này. Đấy, những cái cành to khỏe nó như cái đũa ấy, chúng ta bấm ngọn thì chúng ta sẽ được một cái cành này là sang năm chúng ta nuôi
nuôi hoa sang năm nó già là cuối năm sang năm nó già xong ra mùa xuân như thế này là nó sẽ đậu này. Đây một cành nữa này, thì năm nay là nó ra được một cái chồi nộc này, là chỗ này là nó riêng cái cành này, cành nộc này, Hà Bình Ngon Bấm là nó sẽ được 1 đến 2 quả. Đối với cành này nếu mà chùm hoa 5 quả, 5 cánh này, 5 5 cái chùm hoa, 5 cái hoa này mà nó đậu 5 quả thì riêng cái cành này đẩy được 2 quả vì cành này nó to. Đấy, đấy là kỹ thuật. Nếu bà con phải làm trực tiếp và trong quá trình làm và từng thời gian đoạn chúng ta cắt, chúng ta nhớ, sau đó chúng ta quay lại chúng ta thụ phấn hoa này và chúng ta tỉa quả, chúng ta bao trái thì chúng ta mới biết được cả một cái quy trình, không bỏ sót một đoạn nào thì chúng ta biết được cái kỹ thuật ta làm đúng ở điểm nào và sai ở điểm nào. Đấy là những cái kinh nghiệm thực tế mà những giáo sư tiến sĩ mà không làm thì không bao giờ biết được, chỉ trên sách vở thì không bao giờ biết được. Đấy, đây này bà con nhìn này, chỉ cần một nhát chổi nhẹ thôi là nó đã thụ phấn rất là nhiều, vàng hết cái phần nhụy dính ở trong này này. Và đây này, những cái quả bưởi mà nó đã thụ phấn xong đậu rồi này thì nó, chúng ta nhìn lúc nhỏ này là nó phải xanh xanh mướt và nó tròn trịa, thì những cái quả đấy là những cái quả hoàn chỉnh và phát triển bình thường. Còn những cái quả mà nó gầy yếu và nó màu vàng tức là nó sẽ rụng sinh lý. Ví dụ như trong cái chùm này này thì Hà Bình Ngon thấy cái quả này là tỷ lệ rụng là cao này. Đấy. Còn chùm này nó chỉ cần nuôi một quả thôi vì cái chùm này cái cành này nhỏ. Nhưng mà đây là chúng ta vẫn để, chúng ta chưa cần phải tỉa. Khi nào cái quả nó to bằng cái quả hòn bi ve, to bằng hòn bi ve trẻ con nó chơi, hoặc là nó to bằng cái quả trứng chim cút thì lúc đấy rõ nhất để bà con tỉa quả. Vì lúc đấy nó đã rụng sinh lý tương đối nhiều rồi thì lúc đấy bà con tỉa quả. Này, đấy. Đây là cái tắc đầu tiên mà chưa mưa Hà Bưởi Ngon đã thụ phấn được. Cho nên là tỷ lệ nó rất là cao, những cái này là đậu rồi này. Đấy. Đấy, tắc đầu tiên, đây là tắc đầu tiên. Nó đã thâm cái đầu này rồi, là yên tâm rồi. Đấy mà quả nó xanh xanh này tức là nó đang phát triển bình thường. Đấy. Cho nên là tại sao Hà Bình Ngon bảo những cái tắc hoa đầu tiên rất là quan trọng. Chỉ cần chúng ta đi một ngày chúng ta thụ phấn nó đã được bao nhiêu quả rồi. Thì tắc đầu tiên hoa nó rất khỏe và to, mập